gần 3 năm qua đều đặn mỗi tháng, chuỗi cửa hàng thanh lý quần áo Love Store House tại Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện chương trình bán quần áo thanh lý đồng giá chỉ 10.000 đồng cho mỗi sản phẩm. Lợi nhuận thu được từ hoạt động trên được sử dụng để gây quỹ từ thiện nhằm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em ở vùng sâu vùng xa. Tại đây, quý khán giả có thể lựa chọn rất nhiều thiết kế thời trang đa dạng từ quần áo, váy cho đến các mẫu phụ kiện đang được yêu thích như mũ, nón, giày dép hay túi xách. Mình thấy cái chương trình này thực sự rất là ý nghĩa. Những bộ quần áo thông thường mọi người hay sử dụng mà lâu rồi mọi người sẽ không có dùng nữa, đúng không? Mọi người sẽ hay bỏ, nhưng mà ở đây thì mình ghép lại sử dụng quần áo đó để mà bán lại cho những bạn cần, rồi lấy số tiền đó gây quỹ thì thực sự rất là ý nghĩa. Chính những cái niềm vui đó nhỏ nhỏ của các em đó tự nhiên làm cho tụi mình cảm thấy nó ấm lòng hơn, và cũng muốn là cái chương trình của mình nó sẽ được nhân rộng hơn ở những cái địa phương khác nữa, và sẽ giúp cho các em được nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Các sản phẩm quần áo và phụ kiện thời trang của chương trình đồng giá tại Lab chủ yếu được gửi tặng từ các bạn trẻ hoặc cửa hàng nhận từ các nhà hảo tâm và cả những địa điểm tiếp nhận đồ quyên góp trên địa bàn thành phố. Quý khán giả có thể truy cập địa chỉ fanpage Lab Thanh Lý Ký Gửi để theo dõi lịch trình mở bán tại 3 chi nhánh của Lab ở Thành phố Hồ Chí Minh.